Dạ em xin chào tất cả các anh cần thủ, chào mừng các anh đã quay lại với video mới của em. Video này là video số 132 ngày 2 tháng 7. Thì hôm nay em sẽ lên duy nhất một video này thôi các anh nhé. Ở đây thì em xin phép lên những dòng máy là dòng máy đời cao cho mình. Đời cao có thắng ABS đầy đủ. Đây bên trên thì sẽ có hai con máy đời cao thắng ABS đầy đủ về giá rất là tốt, gửi đến cho các anh luôn nhé. Giá hai con này rất là tốt và một con này đây. Đây, những con kia thì cũng vừa tầm giá cho mình luôn. Đầu tiên thì em xin phép là lên một cây cần lu, cần lu dòng Ken giáp ráp nhá, Ken Fuji Silicon. Bên đây thì có là một cây cần, một cái con máy nhá, con máy Abu cho mình, Abu dạng tròn cho mình câu dứt biển nhá, câu lu lóc đều được, ném rất là xa, con này ném rất là xa các nhá, tải cả 2 đến 30 kg cho mình. Và những dòng máy đứng ạ, size hôm nay là size 1000 đến size 3000 cho các anh câu lu, câu đơn, ngâm, ISO, cầu lăng xê đều được các anh nhé. Đây. Và một hộp, hộp này là hôm qua là em có bán là một máy rồi, hôm nay em còn một máy các anh nhé. Đây, em bán cho anh chú John ở Hải Phòng ạ. Một con máy này thì nửa giá nha các anh nhé. Lát em cho các anh xem giá thật của nó. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 0356776692. Giá bên em báo chưa bao gồm phí ship là mỗi máy là 30k. Mỗi cần là 40k cả nhé, cần là 40k. Anh nào đặt trên hai máy thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho các anh. Anh nào đặt sản phẩm có giá trị cao thì vui lòng cọc giúp em một ít nhé. Đầu tiên là cây cần câu lu dòng Ken Rap nhé. Đây, Ken Rap. Đây, nhãn hiệu rất là nổi tiếng rồi. Con này là dòng Combination Supreme. Chiều dài của nó là 1m8, cứng ML. Tải mồi đây là 1/2 OZ, tải cá là 8 đến 12 LB nhá. Tầm gần 6 kg cho mình rồi. Đây, tem vàng còn đầy đủ đây. Em mời anh xem, hàng nội địa Nhật Bản nhá. Đây. Hàng Ken Fuji Sigon hết ạ. Tay cầm là cán bằng. Đây, bát là bát quặng cho mình nhá. Đây, bát là bát hạng Ken Giáp cho mình. Thì cái này thì nó, các anh đợi một tí nhá. Em đo ngọn cho các anh xem ạ. Đây, đo góc tay cầm đây. Góc tay cầm phía bên dưới luôn nhá là 26.8 cho mình. Ngọn của nó đây ạ. Đây, ngọn thì em thường em đo dưới đây cả nhá. Đo dưới đây nó sẽ chính xác hơn. Đo trên chỉ nó sẽ không chính xác. Đây, em sẽ đo dưới đây nhá. 2 ly nhá, 2 ly cho mình. Đây, thì cái này nó có trọng lượng là, đợi một tí nhá các nhá. Đây, căng trực tiếp trên đây. Cái này là tầm là 112 gram cho mình, rất là nhẹ. Đây, em mời các anh xem nhé. Cuốn chỉ chống nổ đây. Đây, cần thì đã có dùng qua các anh nhé. Đây, khoen cái rất to, khoen cái hai ngón tay cho mình. Đây, Fuji Silicon. Còn nguyên zin nguyên bản các anh nhé. Đây, nguyên zin nguyên bản cho mình. Cái này mã số của nó là mã số 0, giá là 1.500.000 ạ. Mã số 0 nhé, giá 1.500.000. Tiếp đó là con máy tròn cho mình đây, câu lu lóc dứt biển đây. Con này là của Abu Garcia, made in Sweden, là của Thụy Điển. Con này là chạy 6 bon bridge. Giá tiêu của nó là tầm 5.2 cho mình nhé. Con này ném rất xa. Con này có sờ xước các anh nhé. Có sờ xước. Đây, bên trong đây còn rất là sáng đẹp. Đây, trọng lượng của nó đây. Em sẵn em căng luôn. Trọng lượng là 310 gram. Tầm 310 gram các anh nhé. Đây. Thì cái này là không phải bị tróc các anh nhé. Các anh nhìn xem. Đây. Cái tên của nó đây. Bình thường nhé. Đây, em mời các anh xem. Cái nước sơn đây. Nói dài lên. Nói hình thì có sơ xước. Con này mã số là mã số 1. Giá là 1.200.000 ạ. Mã số 1 giá 1.200.000 nhé. Đây, bên này còn có đóng khung này. Hiệu Abu nhé. Tiếp đó là máy đứng ạ. Máy đứng con này là của hãng Shimano Enos C3000. Size thật là 3000 cho mình. Đây, còn khá mới. Con này là của Malaysia xuất Nhật. Gạt cước đây, lăn cước còn sáng nè.
tay quay thì tụi tay trái phải đều được một chiều chốt chẵn có thắng ABS nha. Đây. Những dòng đời cao thì nó quay rất bực ca nhé. Thì con nào bị xào thì em sẽ báo, nhưng mà trong video hôm nay thì không có con nào xào hết cả nhé. Quay rất mượt. Đây. Nếu mà có tiếng kêu nhẹ thì cũng là tiếng động động cơ của máy. Đây. Tay quay trái phải đều được. Con này mã số 2 giá 750k. Mã số 2 nhá. Số cước nó đây. Số 2.5 180, số 3 150, số 4 là 100. Mã 3 giá 100, giá 750k. Đây tiếp tới này. Đây. Dòng đời cao, dòng giá rẻ cho mình. Con này là của Malaysia xuất nhập, Shimano Enos C3000. Đây, ngoại hình nó đây, em mở ngay xem. Đây. Uốn lượn lên nhá. Con này số cước là ni lông đây, ni lông là cước thường cho mình, số 3 là 150 nhá. Đây, số 3 150 ạ. Gạt cước đây. Đây, gạt cước tốt nhá. Ở đây thì nó có bụi thôi các anh nhé. Bụi, nhám nhám bụi đây. Ngoại hình thì em quay rõ cho các anh xem. Lăng cước còn đẹp nhá. Còn mới đẹp luôn. Này về vệ sinh được. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chẳng có thắng ABS. Đây. Đây, cái nút gạt. Gạt đây, cái nút gạt. Kiểu dáng như vậy các nhé. Đây. Đây, gạt qua đây. Rất là nhỏ thôi. Đây. Hai chiều. Thì những con này ratio đời cao, ratio nó toàn là 5.0 các anh nhé. 4, 5. Con này rơi lên 6 chấm luôn rồi các anh nhé. Thì em hướng dẫn các anh, những anh nào chưa biết mình đo ratio là như vậy. Đây, cái này nhá là một vòng xoay là tính cái này. 1, 2, 3, 4, 5, tầm 5.5.2 nhé các anh nhé. Mã số của nó, mã số 3 giá 750k. Mã số 3 giá 750k nhé. Thằng carbon cối hợp kim hết. Hôm nay là máy nào cũng vậy. Thằng carbon cối hợp kim. Con tiếp theo con này là của Daiwa Việt Nam. Daiwa Liberty 1500 có sẵn cước dù BE. Số cước dù BE của nó là hình như đây nè. 1.5 là 100, 2 là 100. Còn cước thường là 1.5 là 130, 2 là 100. Đây. Gạt cước đây. Rất tốt các anh nhé. Lăn cước sáng. Đây bên trong thì nó có rêu tí thôi, không ảnh hưởng gì. Các anh về vệ sinh được. Đây, nó lăn rất đều. Mô pin là mô pin sống. Tất cả mô pin sống nhé. Em quên báo. Một chiều chốt chẳng có thắng ABS. Con này quay, con này các anh đi câu lưu rất là ok các anh nhé. Đây. Đây. Con này mã số 4 giá là 420k. Mã số 4 giá 420k. Anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo hoặc số điện thoại em có ghi trên màn hình. Số điện thoại của em là 03567 76692 ạ. Thì con này nó ngoại hình nó có sơ sứ các anh nhé. Đây, em mời các anh xem. Đây. Hàng về như nào em bán như vậy ra nha. Đây. Con này là con Nasty ạ. Nasty, Nasty của Malaysia xuất nhập. Đây, cái cước đây. Nasty Shimano C2000S. Đây, C2000S nha. Con này nó hơi cũ một tí nên em để giá thấp xuống cho các anh nha. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Một chiều chốt chẳng có thắng ABS đây. Con này dòng đời cao nha mình. Đây. Đây, dòng Nasty quay rất mượt ca nha. Thì em không có thuận tay trái cho lắm nha ca nha. Tay quay đổi tay trái phải đều được. Con này có sẵn tay bên trái. Lăn cước đây. Còn sáng cho mình luôn. Rất là sáng ca nha. Đây. Bên dưới chống cằn này. Đã sử dụng qua mà rất là mượt ca nha. Con này mã số 5 giá là 1 triệu mốt ạ. Mã số 5 giá 1 triệu mốt nha. Size thực của nó là 2.000. Con tiếp theo. Shimano Nasty. Cũng là Nasty. Nhưng mà con này là C3000 các nhá. Con này mới hơn. Đây.
có vài điểm chạy thôi nhá. Đây, cái ốp của nó, mô bin là mô bin sóng lưỡi gà keo, cái cước đây, cái cước tốt nhá, lăn cước đây, sáng nhá, tay quay trái phải đều được. Con này là Malaysia xuất Nhật, Malaysia xuất Nhật nhá, 1.000.000 chốt chặn, có thắng ABS, tay quay trái phải đều được anh nhá. Đây 2.000.000. Vào cước rất là đều. Con này số cước là số 3 150 thì thường là sai 3.000, số 3 là 150 cho mình. Mã số là mã số 6, giá là 1.300.000. Mã số 6 nhá, giá 1.300.000. Mã số 7. Đây hai con kia nó rẻ hơn các anh nhá. Con này Shimano Utega 1.000. Thăng carbon của hợp kim tất cả nhá. Mô bin là mô bin sóng, lưỡi gà keo to đây, gà cước đây. Lăn cước sáng đẹp luôn. Tay quay trái phải đều được, 1.000.000 chốt chặn đây. Hai chiều đây ạ. Số cước của nó là 1.5, 130, 2 là 100, 3 là 65, sai thực 1.000. Mã số là mã số 7, giá là 1.100.000 ạ. Con này là hàng nội địa Nhật Bản nha. Đây mời các xem. Mấy in Japan. Mã số 7 giá 1.100.000. Utega Shimano. Đây. Mã số 8 đây. Con này là Shimano Nestavi. C3000HG. Đây. Mời các anh xem cái cối của nó. Đây. Có đục lỗ rất đẹp nha. Cước bằng còn đầy cho mình luôn. Cước vô cước Nhật hết. Hoàn toàn là tất cả là cước Nhật. Con này cước sáng. Mô bin là mô bin sóng. Lưỡi gà keo. Gà cước đây. Gà cước thanh gà cước đây. Lăn cước còn sáng đẹp nha. Có vài điểm chạy cho mình. Vài điểm chạy nha. Tay quay trái phải đều được. Đây ngoại hình nó đây. Cong nha. 1.000.000 chốt chặn có thắng ABS. Đây 2.000.000 nha. Đây. Cái nút gạt của nó như nhau đó nha. Những dòng này. Em lắc đi nó vặn quay nè. Con này thì công suất số 3 là 150 nhá, size thật 3.000 cho mình. Đây, còn khá đẹp, rất đẹp cho mình. Con này là của Malaysia xuất Nhật, mã số 8 giá 900.000. Mã số 8 giá 900.000 nhá. Đây, tiếp tới con này nè, con này giá thấp hơn đây, 750.000 nhá. Con này cũng là Malaysia xuất Nhật. Shimano Enos 2.000, sai thực 2.000, để cước đây. Đang cước sáng nha, sáng đẹp luôn. Mô bin là mô bin sóng. Lưỡi gà keo, tay quay đổi tay trái phải đều được. 1.000.000 chốt chậm. Hai chiều đây ạ. Số cước của nó chắc chắn là số 3 là 100 cho mình. Đây, số 2 là 150 thì số 3 100 nhá. Rồi hình đây. Có tiên tiến anh nhá, hình có tiên tiến. Mã số 9 giá 750.000. Mã số 9 nhá, giá 750.000. Thì con này thì cái video trước là video 131 em có lên. Cho nên hôm nay em sẽ lên đây. Em lên lại cho những anh chưa xem nhá. Đây, còn một con duy nhất con này thôi ta nhá. Con này Daiwa Thu Nem mình S6.000, size thực của nó là tầm là 8.000 đến 10.000 cho mình, cho các anh câu lục và các anh câu biển nhá. Săn hàng là đa phần là săn hàng câu cá tra cho mình, cá tra bò nhá. Đây ngoại hình đây, ngoại hình chỉ lướt chưa đây, máy chỉ lướt cho mình thôi nhá. Hộp này hộp sắp tay về đây, bao vẫn còn đầy đủ nguyên zin chưa dùng các anh nhá. Đây giấy tờ đây, nguyên hộp các anh nhá. Con này thì em giới thiệu sơ qua là số cước của nó đây. Số cước dù BE là 4 là 500, 5 là 350. Số 10 là cước thường ni lông là số 10 là 250, 12 là 210. Thắng ABS anti-break nhé. Đây, anti-break.
Con này giá của nó là 3.500.000 ạ. Con này thì nó có mã số là mã số 10 ra nhá, mã số 10, 3.500.000 đây. Con này là giá của nó là giá Nhật nhá, giá Nhật là 43.000, thì tầm là 7 triệu, gần 8 triệu cho mình rồi, 8 triệu Việt Nam mình nhá. Thì hôm nay là em bán là giá 3.500.000, mã số 10 giá 3.500.000 nhá. Đây, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em. Ủng hộ em một like và một lượt đăng ký. Đừng quên bấm nút thông báo để đón những video mới tiếp theo em sẽ ra nhé. Còn video trước là video số 131 đồ công nghiệp thành công. Anh nào muốn mua máy biển hay là tất cả những dòng máy khác thì quay về video đó nhé. Em xin chào tạm biệt tất cả các anh ạ.